Xin chào các bạn, hôm nay nhà mình sẽ làm món cơm tấm Long Xuyên. Nếu mà ai đã từng đến Long Xuyên và ăn thử dĩa cơm tấm Long Xuyên sẽ không bao giờ quên bởi cái hương vị rất là đặc trưng. Và nhiều cơ quán cơm tấm ở Long Xuyên họ không nướng thịt cho nên người ta cũng hay gọi là cơm tấm không khói các bạn. Rất là ngon và đặc biệt, và hôm nay Natha muốn chia sẻ với các bạn nha. Chia sẻ cách ướp thịt làm sao thơm ngon giống như vậy. Và thứ hai nữa là mình chia sẻ cái cách làm bì tại nhà. Thì ở đây thì Natha có hai cái miếng da heo để làm bì đó các bạn. Thì Natha có ở đây khoảng chừng 30g. Nếu mà mình thích ăn nhiều thì mình làm nhiều cũng không sao hết nha. Thì ở trong bì các bạn sẽ thấy nó có thịt để trộn vào ha. Thì thịt này các bạn có thể rim lên hoặc là luộc. Nếu mà các bạn mua dăm đầu mềm á, hoặc là gọi là nhà dăm đầu rồng á, thì sẽ luộc nó nhanh á, và nó mềm rất là ngon ha. Hai miếng này khoảng chừng 200g các bạn, tùy mình thích ăn nhiều ăn ít ha. Cơm tấm Long Xuyên thì nhiều quán người ta sẽ làm thịt đùi hoặc là người ta làm cốc lết, các bạn thích loại nào thì mình mua loại đấy ha. Hôm nay Natha sẽ làm cốc lết nha. Thì thường cái miếng thịt cốc lết á các bạn, nó sẽ không có mỡ cho nên nó, nếu mà công thức ướp không ngon á thì nó dễ bị khô cái miếng thịt lắm. Ở nhà mình ăn không cần kinh doanh thì mình có thể lựa cái thịt đầu rồng như thế này, tức là đầu mềm, một trắng một đỏ như thế này nè các bạn, thì nó sẽ mềm ngon nha. Thì hôm nay Natha sẽ làm nửa ký thịt cốc lết này nha. Cái phần thịt cốc lết đó các bạn, nó có cái miếng mỡ như thế này. Cái miếng mỡ này khi mà mình nướng hoặc là mình rim thì nó dễ cháy và mình ăn không có được. Ăn cháy thì nó không tốt cho sức khỏe, nhưng mà các bạn nên để cái miếng mỡ này nha. Cái miếng mỡ này sẽ giúp cho thịt mình nó mềm hơn. Thì mình cứ để miếng mỡ này. Rồi cái khi nào mình nướng xong hoặc mình ram xong thì mình cắt bỏ các bạn, chứ mà đừng có cắt bỏ lúc mà chưa làm á thì nó sẽ không mềm, nó sẽ không ngon ha. Thường cái thịt đầu rồng á các bạn, nhìn cái miếng thịt nó không có ngon, nó không có đẹp mắt bằng cái miếng thịt bình thường. Cho nên khi mà Natha dạy kinh doanh thì Natha ít có chọn cái loại thịt này, nhưng mà ở nhà mình ăn á thì không cần đẹp nên mình chọn cái loại này thì nó cũng mềm ngon các bạn. Thì để cho cái miếng thịt của mình nó mềm á các bạn, thì mình sẽ dằn thịt nha. Thì mình trải cái ni lông lên, mình dằn nó xuống cho nó đừng có bị văng nha các bạn. Đó, các bạn có thể dùng cái dao mà nặng á, mình dằn xuống, hoặc là các bạn có thể dùng lấy cái cây dằn thịt, các bạn dằn nó ra ha. Mình dằn làm sao mà nó to ra mà nó mỏng như thịt, mà nó không bị bể như thịt ha. Rồi mình trải cái miếng này á, thì các bạn sẽ không bị văng thịt vô người, hoặc là các bạn dùng dao các bạn đập xuống nè ha, cho nó dẹp xuống nha. Thường là người ta sẽ dùng cái dao này hơn, cái bản của nó bự các bạn, nó sẽ không làm cái miếng thịt mình nó có bị lằn. Mình dằn bằng túi nó rất là đẹp và nó bị mỏng, dằn nó mỏng ra như thế này. Và ví dụ như người bán người ta cắt cái miếng thịt không có đều á các bạn, thì mình sẽ dằn ra cái miếng nào mà dày hơn những miếng khác thì mình sẽ dằn mỏng hơn nha các bạn. Mình sẽ dằn mỏng để cho nó đều tất cả các miếng thịt. Cho nên khi mà cắt không đều nhưng mà các bạn dằn nó ra dày nó vẫn đều nha. Như vậy là nó đã dằn xong 5 miếng thịt ha. Nhưng mình sẽ ướp thịt trước khi làm những cái khác. Đây là cái phần gia vị ướp cho cơm tấm các bạn. Công thức rất là đơn giản, Natha chỉ chủ yếu dùng nước mắm và dầu hào cho cái món thịt của mình ha. Và ngoài ra thì đối với cái món thịt ram này thì cái món này người ta sẽ sử dụng nước dừa. Thì nước dừa của Natha trái nhỏ nhỏ cho nên dùng 2 trái. Và ngoài ra thì mình sẽ có là nước mắm, dầu hào, nước tương. Và ở trong đây thì Natha có một xíu ở đây là màu dầu điều các bạn. Ở đây là màu dầu điều. Cái màu dầu điều này sẽ giúp cho cái thịt của mình lên màu đẹp. Tuy nhiên nếu mà các bạn không có thì các bạn bỏ ra cũng được. Tại vì cái công thức của Natha thì cái màu nó lên tương đối đẹp rồi. Mà muốn đẹp hơn nữa thì mình có thêm màu dầu điều ha. Và ngoài ra thì Natha sẽ sử dụng dầu hào. Thì dầu hào bây giờ rất là quen thuộc với các bạn ha. Thì các bạn có thể mua loại nào cũng được, miễn là mình thấy hợp với gia đình mình ha. Ngoài ra thì nước mắm nè, tương ớt, hạt nêm, tỏi, hành vậy thôi. Và công thức này thì Natha đã cân sẵn cho nửa ký. Khi mà các bạn làm với số lượng nhiều thì các bạn phải nhân công thức lên nha. Và Natha sẽ nói gram và cả bằng đo bằng muỗng cà phê để các bạn nào không có cái cân thì mình cũng sẽ dễ ha. Ở đây Natha có là 12g đường,
khoảng chừng 3 muỗng cà phê như thế này. 3 muỗng cà phê nó cũng không đầy lắm như thế này. Nếu mà cái dừa của các bạn ngọt quá thì các bạn có thể giảm đường ha. Ngược lại, ví dụ như bạn nào không có nước dừa thì mình cũng có thể tăng đường lên và mình thay nước dừa bằng nước lạnh nha. Tiếp theo thì Natha có ở đây một xíu hạt nêm, 3g hạt nêm ha. Thì nó sẽ là một muỗng cà phê, mà một muỗng rưỡi cà phê nha các bạn. Đó, một muỗng rưỡi cà phê. Tiếp theo nè, cũng là sẽ là 3g bột ngọt. Nếu mà bạn nào không ăn bột ngọt thì mình không cho vào cũng được ha. 3g thì nó sẽ là một muỗng cà phê như thế này. Và cái bột ngọt này mình ăn nhiều thì mình để nhiều, ăn ít thì để ít. Ngay cả các bạn không ăn bột ngọt không cho vào cũng được. Bột ngọt sẽ không ảnh hưởng lắm tới cái công thức nêm này, tại vì công thức nêm này khá là ngon. Và Natha không sử dụng muối nha các bạn. Muối sẽ làm cho cái thịt mình bị cứng, do đó trong công thức này Natha không sử dụng muối, cho mình nói trước để các bạn khỏi thắc mắc. Và tiếp theo, một cái quan trọng không thể thiếu trong cái công thức này đó chính là nước mắm. Và các bạn sẽ thấy thành phần nước mắm của Natha cho nhiều nhất trong tất cả các gia vị, đó chính là 12g nước mắm. 12g thì nó sẽ bao nhiêu muỗng cà phê đây ta? Một muỗng nè, 3 muỗng, khoảng 4 muỗng cà phê. Mà cái muỗng cà phê nhỏ nhỏ như thế này các bạn, 4 muỗng cà phê ha. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng dầu hào cho nó có cái mùi rất là thơm và ngon ha. Trong tất cả các, và dầu hào ở đây Natha sử dụng 5g thôi. Nó không có đầy một cái muỗng cà phê như thế này. Nó sẽ vơi vơi như thế này ha. Khi mà các bạn ướp thì các bạn cứ múc ướp luôn, khỏi cần để ra chén giống như Natha nha. Nó để ra chén thì nó dính tùm lum mà nó không phiền lắm. Tiếp theo thì mình sẽ có ở đây là tương ớt. Cái vị của tương ớt nó sẽ làm cho cái thịt của mình ngon hơn các bạn, nó dịu lại. Và đồng thời thì nó, ớt nó có hậu cay mà, nó sẽ thịt mình sẽ thơm hơn. Thì cái tương ớt này Natha sử dụng ở đây là 10g, mà nó sẽ là một muỗng cà phê dung như thế này, cũng không nhiều lắm các bạn. Và dầu màu điều, dầu màu điều như Natha nói thì mình sẽ châm màu để nó có gợi cái màu cho nó đẹp ha. Một muỗng cà phê là 5g nha các bạn, 5g như thế này. Ngoài ra thì Natha sẽ có thể ở đây là 5g dầu ăn ha các bạn. Khi mà mình rang thì dầu ăn nó tự chảy ra, cho nên các bạn đừng lo là dầu ăn nhiều trong công thức này nha. Từ 5 tới 10g đều được, 5g ha, Natha sẽ cho 5g vào một muỗng cà phê. Nếu mà các bạn không có cái màu dầu điều, 5g màu dầu điều thì các bạn sẽ thay thế bằng 5g dầu ăn nha. Và mình sẽ có 5g hành tím băm, một muỗng cà phê dung như thế này. Các bạn ăn nhiều thì mình có thể cho nhiều hơn để nó thơm hơn ha. 10g tỏi, và cái vị tỏi sống khi mà rim rất là đặc biệt nha. Cho nên hôm nay Natha làm cái lượng tỏi gấp đôi cái lượng hành tím. Là 10g tỏi thì nó sẽ là 2 muỗng cà phê như thế này. Mình sẽ trộn lên cho nó tan đường hết nha các bạn. Khi mà nó tan đường thì mình ướp. Mình sẽ cho miếng thịt vào ha. Mình sẽ thoa sốt như thế này nè các bạn. Đó, cho nó thấm đều từng miếng thịt và massage, kiểu giống như là mình massage miếng thịt luôn nha. Đó, mình thoa như thế này, vừa thoa và vừa massage để giúp thịt mình nó ngon hơn, thấm gia vị hơn ha. Mình sẽ để miếng cuối cùng nằm dưới nha. Tại nhiều khi cái miếng cuối cùng các bạn sẽ thoa sốt nó ít hơn cái miếng đầu tiên. Và mình ướp thịt ở đây trong nửa tiếng đồng hồ nha các bạn. Đây là cái phần bì hay còn gọi là da heo, thì Natha đã cạo cái phần lông nó kỹ rồi ha. Thì bây giờ mình chỉ luộc lên nha các bạn. Mình luộc lên để mình sắc. Còn cái thịt này thì mình cũng sẽ luộc lên, nhưng mà sẽ luộc riêng nha. Mình cho nước làm sao mà để luộc ngập cái da heo là được nha các bạn. Và mình sẽ cho 1.5 lít nước vào đây nha các bạn. Thì Natha sẽ cho cái da heo khi mà cạo rửa sạch sẽ vào đây luôn. Và cho từ nút lạnh luôn ha. Và các bạn biết không, cái mùi của da heo á, nó cũng sẽ không có thơm. Có nhiều người người ta nhạy mùi, người ta sẽ nói da heo mình nó hôi. Do đó là khi mà luộc da heo thì các bạn nên cho 1 củ hay 2 củ hành tím vào. Còn nếu mà nhà các bạn có cái tai vị này nè, tai hồi này thì mình cho vào nha. Đây là cái mùi nó mạnh hơn cái mùi của hành tỏi. Nó sẽ bay cái mùi của da heo của mình rất là tốt nha. Tai vị cũng được, hoặc là thảo quả cũng được nha. Natha sẽ cho tai vị một cái tai vị cho vào ngay từ lúc đầu luôn. Tại mình luộc cái da heo này cũng nhanh lắm. Ví dụ như cái da heo mà các bạn mua, cái da heo mà da heo nhỏ mỏng á, tức là heo non, thì mình luộc khoảng chừng 20 phút rồi nó mềm mà. Còn ví dụ như nó heo mà nó già hơn thì có thể là 30 phút. Nói chung là tùy theo cái da heo của mình, nó dày hay nó mỏng, mà mình luộc lâu hay mau thôi. Không nhất thiết phải luộc cho nó thật mềm đâu, luộc cho nó chín tới vừa mềm là được. Vậy là Natha sẽ để đây ha. Khi mà nó sôi lên thì mình vớt bọt thôi, rồi mình
canh 20 phút mình thử coi da heo mình chín chưa là được. Và khi mà nó sôi lên thì cái da heo này nó cũng rất là dơ, các bạn nên vớt bọt nha. Lâu lâu mình trở cho nó đều, hoặc là các bạn đổ nước nhiều hơn cho nó ngập. Mình sẽ là luộc thịt để mình làm bì luôn nha các bạn. Các bạn chế nước làm sao mà cho nó ngập thịt là được nha. Cái thịt này nước nó sẽ chảy xuống chỗ trũng cho nên thịt cũng vậy. Ví dụ như cái nước mà các bạn để vào đây không có gia vị gì hết, nó lạc thì chất ngọt từ thịt nó sẽ ra nước. Cho nên nó sẽ dằn ở đây một xíu muối và một xíu đường cho cái nước của mình không lạc. Thì như vậy cái thịt của mình nó vẫn giữ cái độ ngon nha. Nó sẽ cho khoảng chừng 2 gram muối ha. Và nửa muỗng cà phê đường nha, cũng 2 gram đường luôn, ít thôi. Để mình dằn cho cái nước của mình nó không bị lạc. Và sôi lên thì mình cho thịt vào mình luộc. Thì các bạn sẽ cho cái thịt này luộc đến khi nào nó mềm, tùy theo cái thịt các bạn mua nha. Ví dụ như các bạn mua thịt mềm thì luộc khoảng chừng 20 phút. Còn nếu mà thịt mà nó cứng thì khoảng chừng 30 phút, lúc đó mình sẽ canh thịt rồi mềm mình vớt ra ha. Cái da heo của mình nó không trắng ha. Bì thường ở một số nơi người ta dùng chất tẩy nó trắng, hoặc là khi mà các bạn luộc các bạn bỏ giấm vô nó cũng đỡ đen nha. Mình muốn không sử dụng giấm nên là ngay từ đầu người ta không dùng giấm luôn. Thì khoảng chừng 20 phút thì mình sẽ thử bằng cách là mình sọt đũa vào. Khi mà các bạn thấy nó lủng lỗ như thế này nè, các bạn thấy không? Nó lủng như thế này là được rồi. Thì mình sẽ tắt bếp ha. Uống bì mà nó giòn thì người ta luộc nó vừa chín thôi, chứ không có luộc cho nó mềm đâu các bạn. Nhưng mà lúc đó người ta cắt bằng máy thì nó dễ, chứ mình cắt bằng tay mà mình mới vừa luộc nó chín nó còn cứng á thì mình cắt rất là khó. Nên mình phải luộc nó hơi mềm để mình dễ cắt hơn. Rồi mình sẽ ngâm liền vào trong nước lạnh nha các bạn, cho nó sốc nhiệt, nó trắng hơn với lại nó giòn hơn. Mình nghe rất là thơm mùi tay vị nha, nó đỡ hơi mùi bì. Ngâm cho nó hết nóng ha, cắt rất là dễ. Cái phần thịt nè các bạn, thịt để làm bì á, nó luộc được khoảng chừng 20 phút à. Thì mình sẽ thử bằng cách là mình sẽ xăm, nó sẽ lủng thịt như thế này và nó không có chảy máu ra nữa thì thịt mình chín rồi ha. Thì mình sẽ vớt ra ha, mình sẽ ngâm vào trong nước lạnh ha, nó hay ngâm chung với cái bì, tại bì cũng mới vừa vớt ra. Cái thịt này mình sắc sợi đó các bạn, cho nên nó không còn mềm lắm đâu. Xăm đũa mà nó vừa chín nó không chảy máu ra được, thịt nó vừa mềm là được. Cái nước này mình có thể tận dụng nấu canh hoặc là mình làm nước mắm đều rất là ngon nha. Cái phần da heo các bạn, khi mình ngâm nước xong rồi cái mình lấy lên cho nó ráo nước ha. À, bây giờ mình sẽ lạng bỏ hết những cái phần mỡ nha. Bì mình làm tại nhà nó sẽ cực hơn so với mình mua nha các bạn. Cho nên nó nên chỉ làm clip này để cho các bạn nào ở nước ngoài mình không có điều kiện để mình mua bì thì mình mới làm ở nhà, chứ làm ở nhà cũng cực lắm. Rồi mình sẽ nghiêng dao nha các bạn, để mình lạng cái miếng bì cho nó mỏng nha. Đó. Rồi cứ như vậy mình tề cái miếng bì nha các bạn. Khi mà miếng bì nó mỏng mà thì mình sẽ sắp lại, rồi mình sắp sợi như vậy thì bì nó sẽ nhỏ ha, mình sắp nó nhanh nữa. Mình để miếng bì nó dày quá mình sắc nó lâu á, có thể gấp lại cũng được. Và bây giờ mình sẽ sắc mỏng mỏng, mình sắc càng nhuyễn thì càng ngon nha. Hơi cực nha các bạn, nhưng mà bì của mình rất là ngon. Bì sắc thủ công, có nhiều người người ta bán cơm tấm online á, người ta nói bì ở nhà làm, bì sẽ ngồi sắc tay nhà làm bán tiền mà mắc, nhưng mà nhiều, mọi người rất là ủng hộ, tại vì hàng sạch, hàng ở nhà làm người ta tin tưởng. Không còn đều đâu các bạn, cái cọng nhỏ, cọng to gì sẽ ra những cái miếng bì như thế này. Rồi cứ tiếp tục như vậy ha. Mình sắc thịt luôn nha, thịt nãy mình luộc đó. Mình thích to thì mình sắc to, mình thích mỏng thì mình sắc mỏng ha. Nó sẽ sắc to hơn so với cái miếng thịt bì. Mình cũng sạch sợ luôn. Bì rất là ngon các bạn. Mình sẽ làm hành, làm mỡ hành nha các bạn. Thì các bạn có thể dùng dầu hoặc mỡ cũng được ha. Nó ra có một miếng hành ha. Mình sẽ cho một xíu muối nè, khoảng 1 gram muối, 1 gram đường ha. Nếu ăn bột ngọt thì cho 1 gram bột ngọt vô, còn không ăn không cho cũng được. Muỗng canh dầu ăn nha các bạn. Cho 1 muỗng canh tỏi băm vào đây. Làm thính thì các bạn phi nó hơi vàng vàng cho nó lên màu đẹp ha. Rồi mình sẽ nhắc xuống nha các bạn. Mình sẽ đổ cái phần
dầu vô trong cái mỡ hành, còn cái sáng thì mình lọc mình lấy. Mình sẽ cho một xíu thêm một muỗng canh dầu nguội vào đây, nó hãm dầu, nó hãm lại cái nóng lại cho dĩa hành của mình nó đừng chín quá nha các bạn. Rồi mình sẽ làm thính nha các bạn, làm thính để mình trộn bì á. Thì cái thính này các bạn có thể mua ngoài chợ, khỏi cần làm cũng được nha. Hôm nay Natha làm luôn để cho các bạn có thể, các bạn nào chưa biết thính thì mình cũng biết luôn ha. Thì thường ta sẽ là rang rạo lên, xay ra nó thành thính. Nhưng mà để ngon hơn, thơm hơn thì Natha sẽ trộn cái phần đậu nành. Thì tùy theo các bạn thích nhiều thì trộn nhiều, thích ít thì trộn ít. Natha đang dùng tỷ lệ 2:1, có nghĩa là 2 gạo 1 đậu nành ha. Hoặc là có nhiều người ta sẽ làm 3 gạo 1 đậu nành, tùy nha. Natha làm đậu nành này nhiều nè cho nó thơm ha. Và ngoài ra thì Natha sẽ có thêm cái hành phi, cái tỏi phi. Các bạn phải phi tỏi cho nó vàng nha. Chứ mà các bạn phi nó không vàng, các bạn xay nó không mịn nha. Mình sẽ rang hai cái này cho vàng ha các bạn. Rửa sạch để ráo ha. Và cái chảo rang này thì thường các bạn nên lộn dùng cái chảo nào mà, ví dụ như chảo nào mà mình hư rồi nên ít xài nữa. Để chứ mà rang cái này nó dễ hư chảo của mình lắm nha. Thì Natha sẽ rang đậu nành trước. Khoảng chừng 2-3 phút thì mình chơi. Thì là các bạn rang cái hạt đậu nành nó cho nó hơi, các bạn thấy cái vỏ nó hơi nứt nứt á, mà nó cho gạo vào nha. Rồi sau đó mình thấy nó vàng ha. Vàng ha, vàng như thế này. Mình sẽ tắt bếp. Mình tắt bếp rồi nhưng mình vẫn còn đảo nha các bạn, cho nó bớt nóng một xíu. Đậu nành và gạo á, mình để cho nó hơi nguội nguội, nó nguội rồi các bạn. Mình sẽ bỏ vào trong cái cối để mình xay nha. Cái phần tỏi hồi nãy mình phi á, cho nó ráo dầu nha, nó giòn ha. Thường là tỏi mà phi cho nó, để mình xay được nó mịn á, thì các bạn là phi nhiều dầu á. Tại hồi nãy Natha tận dụng cái tỏi mà phi lấy dầu để làm mỡ hành á. Dầu nha, mình bỏ chung vào đây luôn cho nó thơm ha. Rồi mình xay lên. Bí quyết ở chỗ này nha các bạn, thính gạo của mình sẽ thơm lắm luôn. Tốc độ cho thiệt là mạnh nha các bạn, cho nó mới mịn được. Là mịn đây nè, 3-4 lần đó. Mịn thật là mịn như thế này. Đặc biệt là các bạn sẽ thấy nó thơm khác biệt so với các bạn mua. Tại vì các bạn mua ở ngoài chợ á, người ta làm số lượng nhiều á, người ta bán cho nên nó sẽ lâu. Còn mình làm, khi nào mình ăn mình làm như thế này là nó thơm và nó ngon. Mình xay xong rồi để đảm bảo cho nó mịn thì mình rây lại nha các bạn. Nhiều khi cái máy của mình xay nó không mịn á, cái phần nào không mịn thì mình sẽ xay lại hoặc mình bỏ đi. Cái đậu nành đó các bạn, cái vỏ đậu nành nó khó xay hơn gạo. Cho đậu nành vào đây thì mình phải xay thật là mịn hoặc là mình phải rây kỹ lại nha. Cái bì của mình đó các bạn thì không cần phải nó đậm gia vị nhiều đâu, nhưng mà mình phải có một xíu muối đường ngọt vào đây cho nó ngon hơn ha. Thì nó phải cho khoảng chừng 2g muối, 30g đường, khoảng nửa muỗng cà phê, khoảng chừng 2g hạt nêm. Rồi mình sẽ trộn thính vào, thính hồi nãy mình xay các bạn. Mình sẽ trộn 2 lần nha. Bây giờ mình trộn một lát mình ăn, mình trộn tiếp. Mình thích nhiều thì mình cho nhiều, ít thì cho ít. Thính này rất là thơm và rất là ngon. Trộn lên cho nó thấm đều, thấm gia vị luôn các bạn. Cái thính rất là thơm, cực kỳ thơm. Trong các món cơm tấm thì có nhiều quán người ta làm rất là nhiều loại dưa chua các bạn, nhưng mà vẫn phổ biến nhất đó là làm từ cà rốt và củ cải ha. Cà rốt và củ cải trắng thì hôm nay Natha sẽ làm ở đây là nửa củ cà rốt và nửa củ cải trắng. Và ăn nhiều thì mình làm nhiều, ăn ít thì ăn ít nha. Natha làm cái củ cải trắng nó nhiều hơn cà rốt để cái màu nó xen nhau nó đẹp hơn. Cái này thì Natha đã rửa sạch và cắt khúc ha. Các bạn thích cắt sợi, các bạn thích bào sợi thì mình bào sợi, hoặc thích cắt khúc như thế này thì mình cứ cắt khúc như thế này nha. Và cái dưa chua này Natha dùng để ăn liền á, cho nên Natha sẽ sử dụng giấm tinh luyện ha. Và tỷ lệ giấm với đường làm 2 giấm 1 đường nha, muỗng canh đường và 2 muỗng canh giấm nha. Mà cái muỗng canh đường các bạn đo nó vơi vơi như thế này, tại cái muỗng canh giấm nó sẽ không thể nào đầy được. Mình sẽ dằn xíu xiu muối dịu cái vị giấm lại nha các bạn, khoảng 1g muối. Khuấy cho nó tan tan đường ha. Mình trộn cái này vô mình khoảng chừng 30 phút. Nước mắm nha các bạn, đặc biệt cái nước mắm này mình sẽ làm nước mắm keo ha. Thì nước mắm keo thì Natha sẽ sử dụng bạch nha. Nếu mà bạn nào không có bạch nha thì mình cứ làm cái nước mắm ăn cơm tấm bình thường, tỷ lệ là 5:1:1, tức là 5 muỗng nước, 1 muỗng đường và 1 muỗng nước mắm nha. Bạch nha thì nó sẽ nhạt hơn đường xíu thì mình sẽ tăng lên.
Ta sẽ dùng nhân đôi công thức lên nha. Nhân 2 lên là 10 muỗng nha. Nếu mà làm số lượng nhiều thì các bạn đong bằng chén 5 một bồn và 5 chén nước, một chén đường, một chén nước mắm. Hoặc là ví dụ như những người ta quen, các bạn ta sẽ đong, nó sẽ canh theo cái màu nước mắm á. Các bạn sẽ thấy cái màu nước mắm nó nhạt nhạt, nó không có đậm. Thay vì một muỗng đường thì Natha sẽ dùng một muỗng mạch nha mà một muỗng dung ha. Một muỗng dung thôi, sẽ như thế này. Rồi sau đó mình bắt lên bếp rồi mình nêm lại ha. Nếu mà nó chưa vừa thì mình sẽ thêm xíu đường. Đó, một muỗng dung mạch nha gì nha. Mình sẽ bắt lên bếp nấu cho nó tan ra. Mình để cái muỗng về lên cho nó nóng, nó tan ra. Nấu thứ nhất là để cho cái nước của mình á, nước mình nó chín. Thứ hai nữa là mạch nha, đường nó tan ra ha. Nếu mà các bạn không dùng mạch nha á thì các bạn dùng đường á, thì các bạn nấu nước đun sôi để nguội thì các bạn không cần bắt lên nấu đâu, nó tan hết là được rồi. Nước mình cũng sôi ha, mình tắt bếp. Mà hai thấy rất là ngon rồi, mà nó hơi sánh sánh như thế này, khi mà nó nguội lại là nó hơi keo hơn nha, rất là ngon nha. Cái thịt Natha ướp khoảng chừng được nửa tiếng rồi các bạn, mình sẽ đi ram nha. Ở dưới miền Tây thì cũng có nhiều nơi người ta gọi là thịt khìa các bạn, thịt ram, thịt khìa nha. Giống như mình làm mà xá xíu thôi, nhưng mà tùy theo cái công thức đó. Thì trong công thức này nó có dầu rồi, Natha chỉ cho một xíu, khoảng chừng một muỗng cà phê dầu nữa để nó tráng chảo thôi. Chảo nóng, chờ chảo nóng nha các bạn. 5g, ít thôi các bạn, không cho cũng được nha. Rồi đó mình cho miếng thịt vô, khi mà các bạn cho thì chỉ đảm bảo chảo nóng là nó xèo quá nha các bạn. Thả lửa nha. Cái này mình cho xăng, mình mới cho nước dừa nha các bạn. Hai cái dừa nhỏ của Natha đừng có 350 nha. Mà có thể cho hơn ha. Để Natha cho cái này vào, nếu mà thiếu thì mình sẽ thêm nước nha. Chưa gì hết mà nó lên màu đẹp ghê ha. Một hồi ram là màu đẹp lắm. 350g nước dừa mình Natha cho vào cái đồ mà nãy mình ướp đó các bạn, để cho gia vị nó qua đây nha, thôi nó thiếu à. Rồi mình đổ vào đây, đổ cho nó ngập thịt nha các bạn, để coi nó, nếu mà nó không đủ thì nó sẽ thêm. Mà nó vừa đủ rồi, thôi được rồi. Mình lửa mạnh cho nó sôi trở lại, sau đó mình mới hạ lửa và mình rim cho nó cạn nước hết và cho nó ra mỡ luôn, thì lúc đó thịt mình nó mới ngon nha. Thì trong quá trình mình khìa thì lâu lâu mình trở cái miếng thịt qua lại cho nó mềm đều hết nha các bạn. Nó dùng được rồi đó. Các bạn thấy cái nước không sạch sọt không? Cái nước nó phải thấm hết vào trong miếng thịt của mình ha. Nếu từ khi nào các bạn muốn có nước thì các bạn như thế này ngưng, nhưng mà thường nó tha cả cho nó cạn hết nước. Và nó bắt đầu cạn nước như thế này, mình phải chà cái miếng thịt, mình ma sát cái miếng thịt xuống vòng với cái chảo đó các bạn, cho nó thấm và nó bắt đầu thấm hết cái nước thịt vô trong cái miếng thịt nha. Đó, bắt đầu lên màu đẹp ghê á. Lúc này là cái lửa nó cũng vừa thôi nha các bạn, lửa vừa hoặc nhỏ để tránh nó cháy. Khi mà nó cạn á các bạn, bắt đầu tỏi nó mới thơm mới ngon nha. Chứ mà có nhiều người ta sẽ phi hành tỏi trước rồi người ta bỏ vào á, thì lúc mà thịt mình chín thì bắt đầu hành tỏi mình nó cháy rồi. Cái này ha, thịt nó chín, nó khô nước, bắt đầu hành tỏi lúc này nó chín. Tuyệt vời không? Đây là cách rim thịt rất là tuyệt vời mà không phải ai cũng chia sẻ nha các bạn. Như vậy là được rồi nè, mình sẽ tắt bếp ha. Nó sẽ xén xén như thế này rất là ngon. Các bạn sẽ thấy là nó chảy mỡ xuống nè. Và cái nước này nước trong. Là mình rim đến khi nào như vậy thì mỡ, biết không, nó vẫn mềm, thơm, giống như miếng sườn thịt nướng luôn nha. Mà đây là sườn thịt ram, tuyệt vời chưa các bạn. Cơm tấm này thường các bạn, thường là người ta sẽ sắc nhuyễn nó ra ha. Ngoài ra thì mình thấy người ta sẽ có thêm cái phần trứng kho. Thì cái trứng kho này các bạn kho giống như là cái thịt kho tàu á các bạn. Nhiều quán người ta kho cả thịt luôn. Người ta cũng sẽ sắc trứng nhỏ luôn nha các bạn. Gạo tắm thì các bạn có thể nấu như là cơm bình thường ha. Cái bì mình rất là ngon ha. Khi nào chuẩn bị ăn thì mình thêm một xíu nè. Bì này rất là đặc biệt nha. Cái mùi thơm cũng đặc trưng lắm luôn. Cho nên khi nào các bạn rảnh, thứ bảy chủ nhật, bữa nào cuối tuần thử tay nghề với lại món bì làm tại nhà xem nó ngon như thế nào nha, xem nó ngon hơn cái bì cắt sẵn ngoài chợ như thế nào nha. Có nhiều người ta thích là người ta trộn bì với lại thính trước, sau đó người ta mới trộn thịt. Mà các bạn nào thích như vậy thì mình trộn sao ha. Natha thích thịt trộn chung với thính luôn, nên Natha để chung vô luôn. Cho nên các bạn sẽ thấy không thấy đâu là thịt, đâu là bì. Mình sẽ có một bì một bên ha, bên đây đi. Đó,
Mình sẽ cho mỡ hành lên nha. Sau đó mình sẽ có nước mắm nè. Khi mà nó nguội thì nó sẽ hơi keo keo nhẹ thôi. Các bạn nào muốn keo nhiều thì mình sẽ thêm nhiều mật nha. Đó. Xin mời các bạn cùng thưởng thức cái món cơm tấm Long Xuyên. Đây là một cái món rất là nổi tiếng ở Long Xuyên và thường những vùng lân cận người ta rất thích ghé ăn quá ha. Phần thịt của mình các bạn giống như là thịt nướng luôn. Rất là vừa ăn mà mềm các bạn. Mềm thật là mềm mà không hề bị khô luôn nha. Và ở một số nơi người ta sẽ chan thêm cái nước thịt nữa các bạn. Nước kho thịt hoặc là nước ram cũng được. Cái dĩa cơm tấm này còn thiếu món chả. Thì cái chả trứng rất là dễ làm mà Natha đã chia sẻ clip rồi. Nhiều bạn bán rất là thành công. Các bạn có thể tìm xem nha. Mà bây giờ mình sẽ thưởng thức ha. Natha rất là thích ăn cái bì tự làm á. Nó rất là vừa ăn, thơm thơm, giòn giòn, dai dai. Bì rất là ngon thôi. Natha chỉ muốn ăn cơm với bì không như vậy các bạn, ngon quá. Video clip của Natha đến đây là hết rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Và xin hẹn gặp lại.